Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Một món ăn rất là đặc sắc, dễ làm và ngon miệng thưa quý vị, để ăn với cơm, nhưng mà nhớ là ăn cơm ít thôi để cho mấy ông nhậu đi. Thưa quý vị, đó là món ba rọi lắc sả tắc. Wow, ba rọi lắc sả tắc thưa quý vị, tất nhiên là phải có vật liệu sả và tắc là rồi đó, và thịt ba rọi ba phần vật liệu chính. Hôm nay Uyên Thi sẽ làm khoảng chừng từ 1,5 pound cho tới 2 pound thịt ba rọi. Ba rọi trong cái thời gian này ở Cali á, ba rọi sale rất là rẻ mà lại ngon nữa, kỳ vậy đó. Đến lúc mà mình không thích ăn á thì lại rẻ mà ngon, mà lúc mình đi thèm đi ăn cái tự nhiên nó mắc lên thưa quý vị, hoặc là mình làm bán vậy tự nhiên mắc lên. Thì hôm nay Uyên Thi ra chợ thấy cái ba rọi ngon quá đi, mà cây tắc ở nhà thì trái vàng hết trơn rồi, thành ra mình phải làm ba rọi lắc sả tắc. Ba rọi Uyên Thi lựa cái loại nè, vừa thịt vừa mỡ và thịt rất là ngon. Và khi mà quý vị mua về đó, quý vị nhớ là quý vị cắt ra thành từng miếng mỏng như vậy thôi, bởi vì Uyên Thi không thích dày. Là thứ nhất, khi quý vị chiên nó sẽ lâu chín. Cái thứ hai là khi mình cắt ra thành những miếng bự quá ăn nó không, nó ngán thưa quý vị. Mình nhỏ nhỏ như vậy, tất nhiên khi nó mỏng như vậy mình chiên lại thì nó rút lại, nó mỏng hơn nữa, nhưng mà như vậy làm nó ngon hơn, nó thấm gia vị hơn là mình để miếng bự. Và bây giờ Uyên Thi sẽ đầu tiên hết, Uyên Thi sẽ để nguyên cái ba rọi như vậy. Uyên Thi để chảo cho nó nóng lên ha. Rồi Uyên Thi cho vào đây một ít muối, rắc vào trong cái thịt này một ít muối trước. Thứ nhất, cái muối nó làm cho cái miếng thịt của mình nó đậm đà. Cái thứ hai, nó cũng làm cho miếng thịt mình không bị dính dưới chảo nhiều. Và khi làm món này, quý vị nên làm cái chảo non-stick để cho nó coi như là nó đỡ bị dính. Thịt mình, miếng thịt mình chiên ra nó ngon hơn đó thưa quý vị. Đó, mình cho khoảng chừng 1 pound tới 1,5 pound, mình cho khoảng 1 muỗng cà phê muối nha. Rồi, bây giờ Uyên Thi rửa cái tay. Vâng, và chảo nóng đó thì quý vị cho dùm cho Uyên Thi vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Mình chiên cái này mình để lửa hơi lớn lớn một chút nha thưa quý vị. Tất nhiên giữa độ medium và ha à, và medium và high, tại vì mình muốn miếng thịt của mình nó săn nó ngon á. Ra mình phải để lửa lớn một chút. Bây giờ mình bỏ vào mình chiên nè. Mỏng như vậy quý vị chiên, quý vị chắc chắn là nó sẽ chín. Còn mình chiên dày quá đó thì mình phải để lửa nhỏ. Lửa nhỏ thì nhiều khi nó ra nước hết cái thịt của mình, nó cũng không ngon đó. Lửa lớn thì nó săn cái miếng, cái bề ngoài của cái mặt thịt, thì cái chất ngọt của cái thịt nó còn giữ ở trong cái thịt thưa quý vị. Và mình để như vậy cho vàng. Ở đây đó thì Uyên Thi nói về sả, nhà Uyên Thi trồng có mấy tép sả thôi, bây giờ nó ra một bụi bự, và một năm là thu hoạch 2 lần, mỗi lần ra là 2-3 bó bự như vậy nè. Uyên Thi đem ra nhà hàng mình xài. Hôm nay Uyên Thi ra Uyên Thi cắt á, thì sả nó lên non, thành ra cái non nó lại ngon. Là sao, khi mình trộn vào trong, mình lắc ở trong thịt như vậy á, mình ăn cái miếng sả nó mềm và nó thơm. Còn ở ngoài chợ họ thường thường họ để cho già họ mới cắt để bán đi có lợi hơn thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị tìm được sả non ở nhà mình trồng á, thì là tốt nhất. Rồi sả non thì Uyên Thi dùng sẽ 4 tép sả cho 1,5 pound cho tới 2 pound thịt ba rọi. Uyên Thi sẽ thắt thái thật là mỏng nha, tại vì một chút nữa mình lắc cái với cái sả này thì mình muốn cái sả này mình ăn nó phải nó mềm, mà nó vừa ăn nó không có cứng quá đó, thành ra mình thái mỏng. Cái lá nó dài lắm thưa quý vị, và lá trên nó bị cháy, bị giống như là bị khô nhiều. Ở dưới sát dưới gốc thì nó mới tươi như vậy. Đó. Đây, để mình thì check cái thịt này coi. Chưa được vàng, cho nó vàng một chút xíu nữa. Và mình thì thử cắt luôn 3 cái một lúc nha.
non á, cho nên mình cắt rất là dễ thưa quý vị. Còn già trời ơi, cắt Viên Thi hồi xưa lúc mà mới làm bếp Viên Thi sợ cắt xả lắm, tại vì người ta để già người ta mới xài, không thành ra nó cứng. Còn cái này mình hái ở nhà mình là xả non á, thành ra nó mềm, nó ngon, nó thơm. Và Viên Thi không biết là quý vị có hay ăn xả non không, chứ ăn xả non ngon lắm thưa quý vị ơi. Tại vì Viên Thi nhớ là khi Viên Thi về Việt Nam rồi, cái ông xã dẫn đi ăn mấy cái quán nhậu á, họ ăn thịt thịt bê đồ này nọ, thịt bê thui hoặc là những cái loại gì họ có riềng á thưa quý vị, có riềng với xả đó, cái họ để cái ruột xả đó, trời ơi Viên Thi ăn quá chừng luôn, tại vì nó the hơi cay cay nhưng mà nó lại rất là thơm và nó mềm, nó ngọt, chứ nó không có bị nó không có bị cứng như là xả già. Mà đa số ở đây mình đi ra ngoài chợ mình mua toàn là xả già không à. Cái này mình phải ở nhà chồng mình mới có được xả này, rồi mình giữ cái đầu này để hồi nữa mình decoration. Rồi, mình trang trí. Rồi, quý vị thấy không? Cái miếng thịt ngon ghê chưa? Nè, mấy cái này là mấy cái nước bọt dơ của nó ra đó, mình giục đi. Đây nè. Mình vứt cái này đi. Rồi, miếng thịt nó ngon không? Đó, nếu mà quý vị làm dày á, nó sẽ không chín được phía ở trong. Làm dày nó sẽ không có chín được ở trong nha. Thành ra mình làm mỏng mỏng như vậy á, thì cái thịt nó khi mình làm ra nó ngon hơn. Đó. Đó, mình chiên lần thứ cái mặt thứ nhì ha. Rồi ở đây cái xả mình chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình sẽ nói về tắc. Trái tắc á, nếu mà quý vị tìm được tắc tròn á thì nó tốt hơn, mà mùa này là tắc gần hết rồi, bắt đầu là vàng hết rồi. Hoặc là tắc tròn mà tắc còn hơi xanh xanh á thì nó thơm hơn. Nhưng mà bây giờ mình ở nhà mình có tắc này thì mình xài tắc này không sao hết. Viên Thi sẽ cắt thành từng khoanh. Đó. Giữ luôn cái ruột ở trong. Trời ơi, cái loại tắc này á Viên Thi ăn á, cái vỏ không à, Viên Thi toàn là lấy cái vỏ ăn, cái ruột ăn ở trong không dám ăn. Quý vị nhớ bỏ bớt, bỏ hột đi. Đó. Và mình để cái này qua bên này để chung với lại xả. Đó, quý vị thấy tắc ở bên này nó như vậy á. Nhưng cái vỏ nó dày nhưng mà cái vỏ ăn nó rất là ngọt và nó thơm. Cho nên Nguyên Thi chỉ ăn cái vỏ thôi, cái hột bỏ nè. Mình xài khoảng chừng 5 trái cho tới 6 trái trong một thao rưỡi cho tới 2 thao thịt ha. Ba rồi. Quý vị thấy hột nhiều không? Này để hồi mình lấy. Nếu mà quý vị nào mà thích chua đó thì mình vắt thêm cái nước vô, cái nước chanh hoặc nước tắc này vô. Nhưng mà Uyên Thi không thích chua lắm, Uyên Thi thường thường thích ăn mặn với ngọt hơn. Đó, cái hột mình để ra. Hột nó nằm ngay giữa nha thưa quý vị, hai cái đầu nó không có hột mà hột nó nằm ở ngay giữa thôi. Rồi, thêm một trái nữa ha. Rồi. Luôn cái này luôn. Là 6 7 trái gì tùy nha thưa quý vị. Quý vị thích bỏ nó chua chua một chút thì mình cho nhiều, hoặc là mình thích ăn nhiều tắc thì mình cho nhiều. Rồi, như vậy là tắc với xả của mình xong ha. Ở đây Uyên Thi có một vài trái mà giống như là mình thấy nó khô ở cái đầu đó, Uyên Thi gọt cái vỏ ra. Tại vì Uyên Thi rất là mê cái vỏ tắc này, tại vì nó thơm lắm, thì mình cắt ra sợi sợi như vậy mình bỏ vô. Cắt thêm vỏ mình bỏ vô. Quý vị cũng có thể làm vỏ chanh cũng được nha. Đó. Bây giờ cái nếu mà quý vị mà cái thịt mà quý vị lỡ mà nó dày quá thì quý vị sẽ cho nó nhỏ xuống nha thưa quý vị. Cho nó đại khái là cho nó lửa nó nhỏ xuống để cho nó chín á. Cái da cũng vậy nè, đó mình để lên để cho nó chín. Và Uyên Thi sẽ cắt hết cái vỏ tắc này.
Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu sau một là vài phần thông tin thương mại đó. Uyên Thi sẽ trở lại với món ba rọi lắc xả tắc. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của Bếp Nhà Ta Nấu và trở lại với món ba rọi lắc xả tắc. Bây giờ thì quý vị biết là cái thịt của mình là chắc chắn đã chín rồi. Uyên Thi sẽ gấp nó ra. Đó. Quý vị thấy ngon không? Rất là ngon ha. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình để như vậy đó, mà mình cắt ra đó, thì nó nóng lắm. Đang còn nóng lắm thưa quý vị. Thành ra Uyên Thi ở đây đã chuẩn bị sẵn cái thịt. Uyên Thi đã chiên sẵn và để nguội. Uyên Thi đã cắt sẵn. Bây giờ Uyên Thi cắt lại cho quý vị coi nè. Mình sẽ cắt thành những miếng mỏng mỏng như vậy. Quý vị nhớ là đừng có cắt dày quá nha. Dày mình ăn ngán lắm. Đó, cắt mỏng mỏng như vậy đó. Mà quý vị thấy không, cái miếng thịt ở trong nó chín. Còn nếu mà mình làm mình chiên cầm mà cái miếng thịt ba rọi mà dày quá đó, mình phải chờ từ từ cho nó chín á, thì ở ngoài nhiều khi nó bị cháy mà ở trong nó chưa chín, hoặc là cái da bì của nó vẫn còn dai chẳng hạn. Đó, ở đây là Uyên Thi cũng khoảng 1.5 pound tới 2 pound. Quý vị thấy mỗi lần làm show đó là phải chuẩn bị như vậy đó. Cái sống, cái chín, cái đã chín rồi thành ra cực lắm. Đó là chưa kể mà nếu mà nướng á, vui lắm thưa quý vị ơi. Nhiều khi có behind the scene bị cháy là mấy anh quay hình phải đứng chờ để Uyên Thi làm lại. Rồi, bây giờ cái này là xong rồi ha. Nếu mà mình để như vậy vô mình lắc á, thì nó không ngon. Cho nên bây giờ Uyên Thi sẽ dùng cái chảo này ha. Uyên Thi lấy bớt đại khái là những cái miếng vụn này ra, cũng như là Uyên Thi sẽ đổ bớt cái mỡ này ra. Và Uyên Thi sẽ dùng cái chảo này lại. Uyên Thi bỏ vào trong này cho nó nóng lên lại ha. À, vâng, và mình mở lửa để cho cái chảo nó nóng lên với một chút xíu cái dầu hồi nãy mình chiên ha. Xong rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê tỏi xay. Cái này là Uyên Thi coi như là làm lại cho nó ngon. Chứ nếu mà quý vị mà cắt ra còn nóng thì quý vị sốc thôi. Nhưng mà cắt ra còn nóng như vậy con dao của mình dễ bị hư lắm thưa quý vị. Mà khó cắt, mà mình không cắt mỏng được. Bởi vì nó nóng cái mình không cắt mỏng được. Rồi quý vị sẽ xào cái tạo tỏi này lên cho nó thơm. Và mình cho lại cái thịt này vào mình xào. Mình cháy lại một lần nữa thưa quý vị. Thứ nhất là mình làm cho nó nóng lại. Cái thứ hai là mình làm lại để cho nó thêm cái gia vị, nó thêm thơm ngon nữa. Và khi mà mình cắt á, thì mình cũng dễ cắt nó đẹp hơn, nó đều với nhau, nó nóng. Nó chứ còn nó nóng, bảo đảm quý vị cắt nó sẽ không bao giờ cắt mỏng được. Tại nó nóng, thứ nhất là cái thịt nó mềm, mình sẽ phải cắt dày. Cái thứ hai là nóng cái tay mình, nóng con dao của mình là dao dễ bị hư lắm. Thành ra trong bếp nếu mà mình biết để ý một tí xíu á, thì vật dụng của gia đình mình cũng xài được lâu mà ngay cả món ăn nó cũng sẽ ngon. Bởi vì khi mình cháy lại quý vị thấy nó rất là thơm. Tại mình cho thêm một chút tỏi nữa đó. Nó thơm lắm. Nè rồi mình cháy lại cái miếng thịt mình nó ra màu vàng, nó đẹp nữa. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ dùng một cái hộp này nha. Uyên Thi sẽ đổ cái thịt này vào. Đó quý vị thấy không. Rồi Uyên Thi sẽ cho vào cái hộp này. Quý vị có thể để vô tô nếu mà quý vị nào ngại mà không có muốn làm plastic á, cái hộp á, sợ độc á, thì quý vị bỏ vô tô. Mà này Uyên Thi làm show cho nên Uyên Thi muốn cho quý vị nhìn thấy ở phía trong luôn. Thành ra Uyên Thi dùng như vậy. Rồi tất cả xả và tắc mình sẽ bỏ vào. Khoan, trước khi mà bỏ cái này vào á, Uyên Thi sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh nước mắm ngon nha, nước mắm nha. Đó. Cho vào một muỗng canh nước mắm. Rồi Uyên Thi sẽ cho vào đây một ít muối tôm. Khoảng chừng một muỗng canh muối tôm nha thưa quý vị. Rồi tất cả xả tắc này Uyên Thi cho vào đây. Cái màu rất là đẹp. Mà muốn đẹp và ngon hơn, cay hơn nữa thì chúng ta sẽ cho ớt vào. Ớt này thì là cay nha thưa quý vị. Ớt này cay. Mình cho vào khoảng một trái
tại vì nó cay là mình xóc vô nó cay thôi, chứ thật ra mình ăn nó cũng không cay lắm, là tại vì mình cắt cái miếng như vậy nó không cay lắm đâu. Bỏ vào. Wow. Mà bây giờ mình muốn cho cái màu nó đẹp hơn nữa đó, là mình phải cho vào một ít ớt không cay. Tất nhiên là ớt này là thuộc loại ớt mễ đó. Nó có màu sắc để cho cái món ăn của mình nó thêm hấp dẫn đó thưa quý vị. Đó. Ớt này là chỉ thơm thôi. Nó là jalapeno đỏ đó, thưa quý vị. Rồi, wow. Chưa gì hết mà Nguyễn Thi đã thấy thèm rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu đường. Chứ mặn quá mà không có đường cũng không được ha. Mình cho khoảng một muỗng cà phê đường vào trong đây thôi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta chuẩn bị nhạc music. Chuẩn bị nhạc music nha thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ lắc. Lắc, lắc, lắc. Lắc bầu cua cũng được thưa quý vị. Hoặc là lắc, lắc, lắc. Mình lắc làm sao mà để cho nó đều. Và nó thơm, nó đều. Những cái gia vị này nó thấm hết vào trong cái gì, cái những cái thịt của mình. Nè, quý vị thấy không? Nếu mà Uyên Thi lắc ở trong cái tô làm sao mình nhìn thấy được. Mà bây giờ Uyên Thi lắc trong cái hộp cho nên mình nhìn thấy hết. Rồi, sau khi mà mình lắc xong rồi đó, thì bây giờ ở đây, cái dĩa Uyên Thi có một số những cái lá xả này mình để đây để cho nó giống như cho nó đẹp đẹp vậy đó. Cho nó vui vui mắt á. Đó. Rồi bây giờ mình mở ra nha. Wow. Đây thưa quý vị. Trước khi mà mình bỏ ra để mình mời mọi người thì mình phải thử. Ngon quá. Bởi vì sao? Nó không có quá chua. Tại vì cái tắc này của Yên Thi lựa đó là tắc của Cali, tắc của ở Mỹ. Thành ra nó không có chua như là tắc ở Việt Nam nha. Mà đã vậy rồi á, sả của mình cũng là sả non. Rồi cái thịt thì mình cắt nhỏ nhỏ, mà cái tắc á, mình có thể ăn luôn vỏ cho nên nó thơm quá chừng luôn. Wow, sao mà ngon quá vậy nè. Thôi mình đừng có để nhiều quá nó tràn ra ha. Đó là món sả tắc, sả tắc. Xả và tắc. Bây giờ Uyên Thi sẽ ăn thử nha. Một miếng ớt, một miếng thịt, một miếng đại khái mỗi thứ một miếng chung với nhau á. Ăn chung với lại mình phải bỏ vào trong cái muỗng mình ăn mới được. Ăn hết together. Miếng ớt cay nha. Miếng tắc nha. Miếng tắc chua nha. Và một ít xả. Mời quý vị. Ăn chúng miếng tắc vẫn chua thưa quý vị. Nhưng mà phải nói rất ngon. Tuyệt vời. Cái này đừng có nói ăn cơm cũng ngon, mà nhậu rất là bá cháy thưa quý vị. Phải nói từ bá cháy là biết rồi. Ngon quá. Cái này là quý vị phải làm cho gia đình, cho ông xã mình ăn cũng như cho các con ăn nha. Nếu mà các con còn nhỏ đó thì quý vị cho các cháu ăn, đừng có bỏ ớt. Thêm cái nữa, nếu mà làm cho cha mẹ mình ăn á thì quý vị phải nên xào lại cái thịt đó để hơi lâu một chút nữa để cho cái thịt nó mềm hơn nữa. Bởi vì Uyên Thi có mẹ chồng già rồi, biết là các cụ rất là thích ăn những cái gì mềm. Cho nên nếu mà quý vị làm cho những người lớn tuổi thì quý vị phải chiên cái này cho nó lửa nhỏ để cho nó chín. Và lúc mình xào lại mình nên làm cho nó lâu hơn một chút để cho cái thịt nó mềm thưa quý vị. Và đó là món thịt ba rọi lắc xả tắc ngày hôm nay của Yên Thi gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Và hy vọng quý vị sẽ làm thành công trong món này. Đây là một món ăn ngon mà Yên Thi khuyến khích quý vị nên làm cho gia đình ăn. Uyên Thi cũng cảm ơn chân thành đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình, đó là Corner View Bakery and Uyên Thi Restaurant 714-775-8307 và Đệ Nhất Nước Mía Viễn Tây 714-531-9801. Uyên Thi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị thành công trong món ba rọi lắc xả ớt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.